Đây nhá, tôi hướng dẫn ông cách ông xem lại camera này. Đầu tiên ông vào phần mềm này. Vào phần mềm trên điện thoại này nhá. Vào ngôi nhà trên này này. Ấn vào chữ xem lại đây. Ông vào ngôi nhà này. Ấn vào một camera này. Đây là camera này, camera sân cổng này. Đám mây xem trực tiếp thêm này à, ấn vào thêm này nhé, đây ấn ngôi nhà này, thì đây là ấn vào xem lại như này là không không xem được này. Ấn vào chữ thêm này, trong cái thêm này nó lại có xem lại này. Ấn vào cái camera trên này, trên góc trên cùng bên phải này nhé, đây là có ngày bắt đầu này. Đấy, ví dụ chọn một ngày mùng 1 nhé, chọn là ngày mùng 1, đây nay mùng 8 này, bây giờ tôi chọn ngày mùng 3 này. Ấn vào dấu đấy này. Thời gian là từ 11 giờ 41 nhé. Ngày kết thúc này. Ông lại chọn ngày mùng 3 này. Thời gian 11 giờ 41 thì bây giờ ông cho thời gian là đến 20 giờ đi, hoặc đến 18 giờ đi. Đấy. Ấn vào đây chọn camera này. Bắt đầu phát lại này. Đấy, như thế này thì mới xem được. Đấy, như này là xem được này. Đây nó sẽ hiện ngày mùng 3 tháng 12 đây này, hai camera nhé. Đây ngày mùng 3 tháng 12 này. Đấy, trên màn hình nó hiện ngày mùng 3 tháng 12 này. Từ lúc 11 giờ 41 này. Đấy. Đang xem ở cam 3 đây này. Đấy, đến 15 giờ 16 giờ đây này, nó trong cái khoảng đen đen này này. Ông chỉ xem trong khoảng, ông cài đặt ông xem trong khoảng đen đen này từ lúc 12 giờ đến lúc 18 giờ này. Nhá, lại nhá này. Đầu tiên nhé, tôi hướng dẫn lại ông xem này. Dẫn lại cho ông xem này. Đầu tiên là ông vào cái camera này, đúng không? Đây là chế độ xem trực tiếp này. Nhá. Xem trực tiếp này không nói nhá. Bây giờ ông vào chữ thêm này này. Nhá. Thêm xong vào xem lại này. Đấy. Ấn vào cái mắt trên cùng bên phải, trên góc cùng bên phải màn hình này. Đấy, ông chọn ngày này. Được chưa? Chọn ngày bắt đầu xem này. Ví dụ ông xem ngày mùng 4 chẳng hạn, ông chọn ngày mùng 4 này. Thời gian xem này, từ 11 giờ 42 này. Đây lại chọn thêm lại chọn ngày mùng 4 này. Thời gian kết thúc nhé. Thời gian kết thúc là cũng ngày mùng 4 này, từ 11 giờ 42 đến 17 giờ 42 chẳng hạn. Đấy. Tất cả đây. Đấy, chọn vào đây, bắt đầu phát lại. Đấy. Đây thì có phải nó đây là ông xem từ ngày mùng 4 tháng 12 đây, trong cái khoảng đen đen này. Đấy, thời gian ông cài đặt đây, đấy, từ lúc cam 4 này, đây đây là cam 4, đây cam 3 đây. Đấy, từ lúc cho ông cài đặt từ lúc đến lúc đấy, đấy. Đấy là ông xem lại được. Được chưa? Ông nhớ biết xem. Đấy.